Isaac sẽ ăn 8 cái bánh tét trong một ngày cũng được. Mỗi một cái bánh tét là 8 cái trứng muối. Đó, nói chung là bây giờ mình thích ăn mình cứ ăn thôi. Bây giờ Isaac sẽ giới thiệu mọi người một cái chiếc bánh tét. Bánh tét đặc biệt của Tài. Thì vì sao chiếc bánh tét là đặc biệt? Là đối với Tài, một chiếc bánh tét đúng nghĩa là phải là một chiếc bánh tét có đủ 8 cái trứng muối. Một cục thịt toàn mỡ. Ten ten. Và bây giờ chúng ta sẽ cho thêm đậu xanh lên. Bây giờ mình gói lại nha. Coi như không thấy gì đi. Rồi sao tiếp sao nè. Chết rồi sao bây giờ? Kiên trái hả? Thôi mình nghĩ quay đi. Kiên trái này hả? Chắc lúc đó mình coi đó. Kiên trái hả? Đúng bánh tét rồi. Tét rồi đó. Tét rồi đó. Bà Tư ơi, cứu.